Người ta đi một ngày đáng hết 10.000 tiền cơm, còn biết đi một ngày đáng hết 100.000 tiền cơm đó mọi người. Hôm nay tôi sẽ cầm 100k ăn sập chợ Minh Khai phê phát tới bến rồi về. Đầu tiên chúng ta sẽ khai vị bằng bát bún riêu siêu siêu rẻ giá chỉ 10k. Tôi muốn ăn thập cẩm nữa nên sẽ gọi bát 15 luôn cho nó máu. Chí Trương ở đây cô nấu khá lạ, không giống như bình thường mình hay ăn. Cơ mà nhá, chỉ thêm 5k thôi mà bao la nào là thịt trần, giò, chả cá và đặc biệt là em thịt rán ngon nhất cái nách. Đây có thể nói là hàng bánh đa bún riêu cua vừa ngon lại rẻ nhất từ trước đến giờ tôi ăn luôn đó. Sau đó thì lượn qua hàng bánh xèo tráng trộn với súp cua. Bữa nay anh chị bảo hết trắng trộn rồi cho nên trong sự đau buồn và tiếc nuối tôi sẽ gọi cái bánh xèo ăn tạm vậy. Một đĩa bánh xèo như vậy sẽ có giá là 20.000. Bánh xèo giòn giòn có nhân thịt xào với giá đỗ, cuộn thêm rau sống, bánh đa nem, chấm vào nước mắm chua ngọt nữa chả mấy mà hết cả đĩa. Bên cạnh có hàng tiết nóng đông ơi là đông. Thế cho chấm một bát tiết rồi đầy đủ cô nhá. Tiết mềm mềm ăn như tan ra trong miệng. Nếu thích chua ngọt giống ở ngõ Đồng Tâm thì mọi người có thể cho thêm giấm nữa nha. Ngăn mặn đã đầy kha khá nên mình sẽ chuyển qua ăn ngọt bằng gốc chè thập cẩm 7.000 này. Chè bưởi túi tuổi thơ này cũng chỉ có giá là 5.000 thôi nha. Cơ mà bữa nay chè túi của cô thì lại không ngon bằng chè trong cốc rồi. Ăn chè xong thì phán qua hàng đồ chiên là một cái bánh ngô với một em gà bó xôi. Thật ra thì gọi là xôi bó gà thì sẽ đúng hơn, nhưng mà ăn cũng khá ok la, không quá tệ. Cuối cùng là làm một túi bánh dày đỗ nữa mang về. Bữa nay ăn sập chợ mà còn chưa đến 100k, hời ghê gớm, hẵng còn tiền dư về mua kẹo ăn thôi.